Một ngày đẹp trời, Khách Húi mở điện thoại lên lướt Facebook coi. Anh ta vào nhóm đảo mèo ta, cái group Facebook mèo ta do mình quản trị. Nhìn thấy những hoàn cảnh rất là đáng thương. Trời ơi, tôi là một hoàng thượng mà tôi nhìn thấy cái cảnh này là không thể nào tôi chịu nổi. Tôi phải đứng ra kêu gọi tiền từ thiện mới được. Khi có tiền trong tay, tôi sẽ dùng cái số tiền đó giúp đỡ những bé mèo cơ nhỡ. Đầu tiên tôi phải bật cái điện thoại lên, rồi chuẩn bị bấm livestream nha, rồi chuẩn bị cái mặt buồn nè. 1, 2, ý mà khoan, vậy không có giống, phải khóc mới được. Mọi người ơi, mấy ngày nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tại vì tôi nhìn mấy cái hoàn cảnh nó thật sự rất là đau lòng. Trời ơi, tôi khóc mà tôi phải lấy cái tô tôi hứng vậy nè. Mọi người thấy chưa, tôi khóc mà tôi còn biết cầm cái điện thoại tôi quay cái mặt của tôi mà tôi livestream cho mọi người thấy đó. Mọi người đã thấy lòng thành của tôi rồi thì hãy quyên góp tiền cho tôi đi. Tôi sẽ dùng số tiền đó để giúp đỡ những bé mèo khó khăn khác. Vậy nha mọi người, ngày mai tôi thu tiền. Nhưng lúc này trong đầu Khế Thúi đang nghĩ về, hà, tao sắp có tiền để mà ăn giọng rồi. Tụi bay, thức dậy, hả Vũ dậy chưa? Ông ngoại tụi bay lên mạng gặm gỗ kìa. Trời ơi, có gì đâu mà coi, ngày nào mà ông không lên mạng. Không, kỳ này không phải lên mạng vui vẻ mà là ông khóc lóc, ông kêu gọi người ta quyên góp tiền từ thiện cho mấy con mèo khác kìa. Ủa gì hả, để mở lên coi thử coi. Trời ơi, coi ông ngoại kìa, ông nó mắt cá sấu quá trời luôn mày. Thiệt tình tao cảm thấy nhục nhã quá trời, không biết đút cái mặt ở đâu quá vui. Tao nhớ hồi đó ông có ngoại quách què mắt mà ông đâu có khóc gì đâu mày. Ông khóc hơi hơi thôi, còn làm cái này là hơi lố rồi. Mày thử đưa cho dì vợ khùng coi bà phản ứng sao. Sao mà tao nhìn cái cảnh này không có giống con Khế Thúi mà tao hay gặp dữ vậy ta. Tao nghi ngờ con Khế Thúi này đã bị đứa khác xúi dục làm chuyện xấu rồi, hoặc là nó chơi đánh bài số đề lô tô nó hết tiền rồi, bởi vậy nó mới làm cái trò này. Hồi đó tới giờ nó tuyên bố nó không làm từ thiện mà, người ta cho tiền nó ăn giọng thì nó lấy, còn kêu nó làm từ thiện thì nó không làm. Mà tại sao hôm nay nó lại kêu gọi quyên góp làm từ thiện, thiệt là khó hiểu. Trời ơi, nhìn idol của tôi khóc mà tôi đau lòng quá đi. Thôi nín đi ông nội ơi, ông muốn quyên góp vô ông nói đi rồi tôi quyên góp cho ông. Nhìn ông khóc mà chịu không có nổi luôn á, khóc hoài mệt ghê. Tao nhìn ông khóc trên mạng mà tao nổi da gà thiệt chứ, bình thường ở nhà chửi không, tự nhiên cái lên mạng khóc. Trời ơi là trời, đây là con Khế đó sao, quá trời nhục nhã rồi. Tao giả chân tới cỡ này mà tao còn không lợi mày nữa đó Khế, khóc không hề có miếng giả chân luôn. Hồi đó tới giờ tao không bao giờ bỏ cho ai xu nào, mà mày khóc như vậy tao đành phải bỏ tiền ra quyên góp. Tại vì tao là người ở chung nhà với mày mà tao không bỏ tiền ra thì người ta sẽ coi tao ra cái gì. Muốn bao nhiêu nói mẹ đi, rồi tao đưa cho. Thật là hối hận khi cái con này nó lên làm idol của mạng xã hội, nó quậy quá trời quậy đi. Ở một diễn biến khác, rồi sao mày? Bước thứ nhất là lên mạng khóc lóc, rồi bước thứ hai là sao? Gì? À, đứng lên kêu gọi đúng không? Ngày mai thu tiền đúng không? Nhưng mà ngày mai có khóc nữa không? À, khỏi hả? Trời ơi, gì khỏe. Chứ giả khóc mệt muốn chết luôn. Rồi, ngày mai tao đứng lên thu tiền nha. Gì? Bận đầu hoàng thượng thu tiền hả? Rồi rồi, ok. Rồi tao biết rồi, tao nói chuyện với mày xong thì tao sẽ quăng bỏ cái sim luôn, người ta không biết tao liên hệ với mày đâu. Rồi tao đổi số luôn, mày cũng đổi số luôn. Ủa rồi tao mày liên hệ sao?